Này bạn, chú ý này. Đùa thôi, chẳng có gì chú ý đâu. Chả là ở trong video này, Nguyễn Anh Tùng muốn hướng dẫn các anh chị em một kỹ thuật trong biên tập phim, là khi mà các bạn muốn nhấn mạnh một từ khóa hay một thông điệp nào đó trong đoạn phim của mình, chúng ta hãy sử dụng một cái kỹ thuật sau đây. Nó gọi là zoom in kèm hiệu ứng âm thanh. Với kỹ thuật này sẽ giúp cho các bạn tăng cái sự tập trung cũng như sự chú ý của khán giả, khách hàng mục tiêu của các bạn đến cái thông điệp mà bạn muốn nhấn mạnh. Vậy thì thực hành như nào? Rất đơn giản, bỏ các cắt lên và làm theo Tùng nha. Và video này mình sẽ demo nhá, play thử nào. Đây hoàn toàn không phải là bất cứ một động cơ nào. Đó, ví dụ mình sẽ nhấn mạnh vào cái từ động cơ nào và áp dụng hiệu ứng zoom in gần kèm âm thanh hiệu ứng để gây sự chú ý nhá. Vậy thì mình sẽ kéo đến cái đoạn này. Đó, mình sẽ kéo đến cái đoạn này đi. Khi mà bắt đầu chữ động cơ. Rồi, và mình sẽ bấm vào cái nút keyframe, hay còn gọi là nút kim cương này. Bấm vào một phát. Rồi vào mình dịch chuyển sang bên phải khoảng 0,5 giây hoặc là 1 giây, nhưng tốt nhất là 0,5 giây thôi. Tầm này. Rồi, và mình bấm một lần hai cái con keyframe đấy một lần nữa. Rồi, và ở đoạn này mình sẽ chạm tay vào màn hình. Mình zoom nhẹ vào một chút như thế này. Ok. Thử nào. Động cơ nào. Rồi đấy. Và việc tiếp theo là cho cái hiệu ứng âm thanh vào là xong. Rồi các bạn, bách ra ngoài. Chọn cho mình âm thanh. Chọn hiệu ứng. Kéo sang bên này tìm cho mình chữ chuyển tiếp, menu chuyển tiếp. Kéo xuống bên dưới. Bấm vào Voice with Echo. Bấm vào đây và bấm dấu cộng. Rồi. Và chúng ta cùng thử nào. Cứ một động cơ nào. Ok. Kéo một chút như này. Rồi đấy. Và đây là thành quả. Đây hoàn toàn không phải là bất cứ một động cơ nào đến từ Trung Quốc. Hay chưa, hay chưa? Ấn tượng không? Làm luôn nhá. Và mình vẫn là Nguyễn Anh Tùng. Hẹn gặp lại các bạn ở khóa học làm video ngắn.